cô giáo lương duyệt sau khi tay trắng trở về từ sở tránh nạn của trương dịch bất giác trên đường trở về cô thơ ơ vừa đi vừa nhìn xa xăm bỗng thấy một nhóm người phía trước cô suy đoán đó là những người sống sót của thôn từ ra sao cô lương duyệt thấy bọn họ đang cật lực hết mình đào tuyết để bắt cá thì nghĩ thầm đến bước này cũng chỉ có thể cắn chặt răng sống tiếp mà những học sinh đó lại còn mong mỏi sự bố thí của người khác cô nhớ lại những gì mên nói rất có lý rồi nở nụ cười gượng mà thốt lên trương dịch nói đúng mình quả thật là đã bảo vệ bọn họ quá rồi Đến cả việc đi tìm thức ăn mà bọn họ cũng không làm được. Không chần chừ lãng phí thêm phút giây nào ở đây nữa, cô Lương duyệt chậm chậm đi vào thôn từ ra, lòng không khỏi quyết tâm, lần này trở về, nói thẳng với bọn họ đi, phải lập tức thoát khỏi khu vực thoải mái. Ngay khi Lương duyệt tiến vào trong căn phòng mà cô và các học sinh đang sống tạm, đám học sinh thấy cô tay trắng đi về thì đám học sinh này đồng loạt ùa ra hỏi dồn dập, "Cô Lương, sao cô lại đi tay không trở về vậy?" cô giáo lương vươn tay biểu đạt trạng thái vô dụng thôi với học sinh rồi cô lương duyệt trả lời hôm nay trương dịch có chuyện ra ngoài cho nên cũng không thể lấy đồ ăn được mọi người đi bắt cá đi mấy học sinh nữ nghe được lời này liền không khỏi xanh mặt chỉ trích anh ta ra ngoài sao lại không nói một tiếng chứ anh ta không ở nhà chẳng lẽ những người khác cũng không ở nhà sao tức ăn của bọn họ sung túc như vậy cho chúng ta một chút thì có gì đâu lương duyệt ngay lập tức phản bác ý kiến của các em học sinh mọi người không nên luôn nghĩ đến việc chỉ trích người khác mà phải tự kiếm lấy thức ăn bằng chính đôi tay của mình. Mấy học sinh nữ kia tỏ vẻ cơ cực, giơ bàn tay dướm máu của mình lên mà kể lể. Cô Lương, lần trước em đi bắt cá đã làm rách tay rồi. Bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi. Đau lắm. Những chuyện này chúng em không thể làm được. Chúng em cũng không phải là ngư dân. Một học sinh đột nhiên khuôn mặt tối đen sầm lại mà nói, mà còn không phải là Dương Hân Hân và Lục Khải Nhiên tuyệt tình quá sao. Cô ta bỗng hét lên thật lớn. Rõ ràng mọi người đều là bạn học nhiều năm, nhưng họ chỉ lo hưởng thụ của riêng mình. Chẳng hề quan tâm đến chúng ta. Nói câu này cũng không biết ngại sao trời. Có lẽ vì không có đồ ăn đút vào miệng nên giận cá chém thớt đây mà. Mấy học sinh bên cạnh nghe xong cũng hùa theo cô ta mà mắng chửi thậm tệ. Đúng là hai con người ích kỷ bỉ ổi. Hai năm trước tôi còn mời Lục Khải Nhiên uống trà sữa mà. Bây giờ cô ta lại không muốn giúp tôi. Thật là vô liêm sĩ. Một nam sinh khác gần giọng quát. Xem cậu nói kia. Nhà chúng tôi và nhà họ Dương cũng được coi là họ hàng xa mà. Dương Hân Hân không phải cũng không nhớ đến tôi sao? Đàn bà ích kỷ thì mãi mãi ích kỷ, cứ thế những lời xỉ và thậm tệ cứ tuôn ra không ngừng. Bọn họ cứ hùa theo nhau mà vùi dập Dương Hân Hân cùng Lục Khả Nhiên. Tôi đã nói với các cậu rồi, ngay từ đầu tôi đã thấy hai người này không phải là thứ tốt lành gì, bây giờ nhìn lại quả nhiên con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Lương Duyệt thầm tức giận không thể nhịn nổi nữa, những người này thật quá đáng, không phân biệt đúng sai, lại còn đổ lỗi cho hai đứa trẻ suýt chết trong tay chúng cô giáo lương tức giận tự mắng ngôi trường trong quá khứ cái gì mà trường học tốt đầu cái gì mà con cái quý tộc của xã hội thượng lưu nhân tài tố chất cao chẳng khác gì so với vô lại cả lương duyệt tức đến độ siết chặt hai bàn tay mình lại cả người run lẩy bẩy không nói nên lời cuối cùng cô giao lương duyệt chịu không nổi những lùm xùm này nữa mà quát lên trật tự lại cô có chuyện quan trọng cần nói lương duyệt nói thẳng vấn đề chính sau này cô sẽ vào sở tránh nạn ở sống cùng với lục khả nhiên dương hân hân bọn họ Bọn học sinh nghe xong thì mặt mày xanh lẻ xanh lét, hoàn toàn không lường trước được chuyện này. Lương Duyệt mắt nhắm lại trong sự khó chịu mà tính toán trong suy nghĩ, không thể tiếp tục cứ nuôi chiều những học sinh này nữa, phải để cho bọn họ có thể tự sống độc lập mới được. Một bạn nữ sinh nghe xong liền hiểu nhầm ý của cô giáo Lương Duyệt, cô nữ sinh chạy đi ra nắm tay Lương Duyệt vui vẻ nói: "Cô Lương, cô chuẩn bị đưa chúng em đến sở tránh nạn của chương dịch sống sao? Thật tốt quá." Lương Duyệt lạnh lùng rút tay lại khiến nữ sinh ngơ ngác, rồi cô Lương phản bác: không phải như vậy. Cô giải thích sự thật cho các em học sinh tham lam hay dựa vào cô mà sống một điều thật bất ngờ. Người qua đó chỉ có mình cô mà thôi, các em phải tiếp tục ở lại nơi này, học cách sống dựa vào năng lực của bản thân. Lương Duyệt vừa nói vừa lùi lại xa dần các em học sinh một ngày xa hơn, cô nói những lời cuối cùng. Trương Dịch đã hứa với cô, một ngày có thể cung cấp đủ thức ăn cho mọi người, cô cũng sẽ mang đến đây cho các em mỗi ngày. Đám học sinh sau đó ngay lập tức lật mặt như lật bánh tráng, cả đám khóc lóc gào thét om sòm vừa nãy còn nói lời yêu thương mà giờ đã lớn tiếng chửi bới cô lương cô không thể vứt bọn em lại không quan tâm được trước kia cô không phải như vậy đúng vậy cô lương cô như vậy là ích kỷ cô giáo lương tỏ ra vẻ lạnh lùng thở dài một hơi rồi nói thẳng chuyện này cô đã quyết định rồi các em không cần nói nhiều nữa có nói thêm nữa cũng vô dụng nói xong cô lương duyệt trực tiếp mở cửa đi ra ngoài mà rời đi hoàn toàn không ngoái đầu lại nhìn những học sinh mình đã chăm bẵm trong thời gian khổ cực qua bởi vì lần này cô đã quyết tâm sẽ đứng lên rồi nhưng học sinh này căn bản không đáng để được cô bảo vệ ăn hại có thừa chỉ có thể làm cản đường mà thôi